Trên mạng xã hội, mới đây người hâm mộ và đồng nghiệp không khỏi bằng hoàng khi nghệ sĩ Cải Lương Thanh Kim Huệ đã qua đời ở tuổi 66. Thanh Kim Huệ là nữ nghệ sĩ Cải Lương nổi tiếng. Bà được xem là một trong những cô đào nổi tiếng bậc nhất trên sân khấu Cải Lương phía Nam. Bà được nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và đến nay, bà đã hoạt động nghệ thuật hơn 40 năm. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nhà báo Song Minh bất ngờ thông báo nghệ sĩ Cải Lương Thanh Kim Huệ đã qua đời sau thời gian chống chọi bạo bệnh cụ thể anh đã giết cô lan thanh kim huệ đã an nghỉ chị đi rồi đi thật rồi Chứng tháng qua cho đến khi giết lên những dòng này nước mắt em không còn để rơi nữa chị ơi cho đến hiện tại ngay thời khắc này chị không còn hát được không còn nhắn tin cho tôi mỗi ngày nhưng tình yêu dành cho chị ấy vẫn mãi mãi trong tim tôi không bao giờ có thể thay đổi chỉ một ngày sau khi nhận được tin mắc bệnh nan y chị suy sụp hoàn toàn nhưng khi bác sĩ lên phát đồ điều trị chị đã kiên cường chống chọi với bệnh tật. Chị là con nhà Phật nên mọi niềm tin chị đặt hết vào Đức Phật. Chị lạc quan lắm cho đến khi chị bước vào ca mổ đầu tiên mà bác sĩ tiên lượng 50-50. Buổi chiều mưa hôm ấy, đang trên đường đi làm về, tôi nhận được tin của anh Thanh Điền thông báo chị hôn mê sâu sau ca mổ. tay lái tôi loạn choạng tôi tấp ngay vào lề đường đứng khóc ngon lành. Sau đó bình tâm lại, tôi chạy xe vào chùa Vĩnh Nghiêm, đốt hương cầu nguyện cho chị. Thời khắc đó, Diễn viên Gia Bảo cũng đang ở một ngôi chùa khác cầu nguyện cho chị. Cô Lệ Thủy, chú Minh Dương cũng cầu nguyện. Chị Ngọc Huyền, Bình Tinh, Lâm Bảo Linh cũng cầu nguyện. Chị bị bệnh, nhưng chị quyết giấu bệnh. Chỉ những người rất thân với chị mới biết. Chị sợ mọi người, khán giả thương yêu của mình lo lắng. Chị là vậy đó. Hơn 50 trong nghề, chị chưa từng mất lòng bất cứ ai. Chị từng nói, nếu không được hát, được diễn, chắc chị không sống nổi. Vì thế, vừa xuất diện về nhà là chị đã nhận lời của anh Kaler mang quay chương trình dấu ấn huyền thoại để chị được đứng trên sân khấu để có một dấu ấn huyền thoại với khán giả. Lúc đó, sức khỏe của chị tuy yếu nhưng giọng hát của chị vẫn cao vút như một cô gái mới 20 nghe rất dễ thương dù chị đã 66 tuổi rồi.